Sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 18. Tham dự hội nghị có Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN cùng các nước đối tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam làm trưởng đoàn. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lào cho biết, tội phạm xuyên quốc gia là vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, phức tạp và có thể xảy ra ở mọi khu vực và không có quốc gia nào có thể giải quyết được vấn nạn này một mình. Bộ trưởng Bộ Công an Lào nhấn mạnh, cơ chế của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc xác định các chính sách và biện pháp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 18 thảo luận và thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nhằm đưa khu vực ASEAN trở thành khu vực hòa bình và an toàn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm qua đã giám sát hoạt động thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng 240mm nâng cấp đang được nước này sản xuất. Theo KCNA, cuộc thử nghiệm đã thành công khi hệ thống rocket đa nòng được nâng cấp về mặt kỹ thuật liên quan tới khả năng cơ động cũng như khả năng bắn tập trung, đã thể hiện sự vượt trội trong tất cả các chỉ số. Phát biểu trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra một chính sách quan trọng nhằm theo đuổi việc sản xuất những loại pháo mới và trang bị cho các đơn vị quân đội. Cuối tuần trước, ông Kim Jong Un cũng đã thị sát hoạt động thử nghiệm nhiều loại thiết bị bay không người lái, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát triển khí tài này để trang bị cho quân đội trong thời gian sớm nhất. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi, hôm qua đã đến khảo sát nhà máy điện hạt nhân Kudersk. Trước đó, thì Nga đã cáo buộc Ukraine nhiều lần tấn công nhà máy này. Nhà máy Kursk có 4 lò phản ứng hạt nhân do Liên Xô chế tạo. Các lò phản ứng này tương tự như các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới vào năm 1986. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi nhấn mạnh, cách duy nhất để đánh giá an ninh của nhà máy điện hạt nhân Kursk và xác thực thông tin là đến trực tiếp địa điểm. Ông Rafael Grossi cho biết, nhà máy điện hạt nhân Kursk cần phải được đảm bảo an toàn và an ninh. Đây là mối quan tâm hàng đầu của IAEA. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 8 cho biết ông sẽ tham dự cuộc tranh luận trực tiếp với Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 10 tháng 9 tới do hãng tin ABC News thực hiện. Theo ông Trump, quy định của cuộc tranh luận tháng tới sẽ không cho phép các ứng viên mang theo tài liệu ghi chép trước và các ứng viên sẽ phải đứng trong suốt thời gian tranh luận. Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng kênh truyền hình ABC News đã đảm bảo rằng đây sẽ là một cuộc tranh luận công bằng, bình đẳng và không bên nào sẽ được biết câu hỏi trước. Ông cũng đề ngỏ khả năng tiếp tục tranh luận 2 lần nữa trong tháng 9, mặc dù phía bà Harris chưa có bình luận nào về khả năng này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo giọt bắn là cách thức lây truyền bệnh đậu mùa khỉ thấp hơn so với tiếp xúc vật lý, đồng thời khẳng định cần phải nghiên cứu thêm để hiểu cách thức dịch bệnh lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, bệnh đậu mùa khỉ lây lan giữa người với người chủ yếu thông qua tiếp xúc vật lý gần gũi với người bị nhiễm virus. Người phát ngôn của WHO bà Margaret Harris cho biết khả năng lây nhiễm bệnh là thấp nếu tiếp xúc gần với người bệnh. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ, những người tiếp xúc gần và nhân viên y tế điều trị cho họ cần đeo khẩu trang. Ngày 14 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu khi số ca mắc biến thể 1B dễ lây lan và có nguy cơ tử vong cao hơn, tăng vọt tại Cộng hòa Dân chủ Congo và lan rộng ra ngoài biên giới nước này. Theo số liệu của WHO, biến thể 1B hiện gây tử vong ở khoảng 3,6% tổng số ca mắc. Nhiệt độ cao kỷ lục và thời tiết oi bức đang khiến mùa hè này ở Nhật Bản khó chịu hơn. Tuy nhiên, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những nông dân cao tuổi ở nước này vẫn phải ra đồng, lao động để kịp mùa vụ. Quốc gia này cũng ghi nhận số lượng nông dân cao tuổi chiếm tới 70% tổng số nông dân. Thời tiết nắng nóng không ngăn cản cha con ông Yasuyuki và Yukihiro Kurosawa tiếp tục công việc đồng áng, hay ít ra thì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm việc trong điều kiện thời tiết như vậy. Gia đình ông chuyên trồng lúa gạo, lúa mì, cải bắp và ngô ở Meiwa, một thị trấn ở tỉnh Gunma, miền trung Nhật Bản. Mọi người nói rất nhiều về say nắng, vì vậy nông dân chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh ra đồng vào buổi trưa, càng nhiều càng tốt, và chủ yếu làm vào buổi sáng hoặc buổi tối. Nhà tôi có 3 người làm, bao gồm cả con gái tôi, nên không thể bỏ được. Tôi đang làm việc chăm chỉ để kịp mùa vụ. Nông nghiệp chiếm 1% GDP của Nhật Bản và gần 70% nông dân ở nước này ở độ tuổi từ 65 trở lên. Theo Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa của Nhật Bản, tháng 7 vừa qua, số nông dân và ngư dân phải nhập viện vì nắng nóng là 877 người, cao gần gấp 5 lần so với tháng 6. Riêng năm 2022, Nhật Bản đã có 29 nông dân tử vong vì sốc nhiệt.